BTIC 24 rồi đúng không anh? Rồi, BTIC, nhưng mà BTIC nó khó dùng quá. Đúng rồi, BTIC 24, Zoho, CM, ClickFunnels em đều dùng hết rồi anh. Em nói anh nhá, ở Việt Nam bây giờ nếu mà dễ nhất ấy, thì phải đến sellkit.io. Nhưng mà sellkit.io nó vẫn 6-7 cái công cụ và nó không có website, nó không có cái hệ thống landing page mà tự động hóa và nó không đẹp. Giao diện nó làm vẫn lâu anh, bởi vì nó vẫn làm bằng cơm cơm ấy. Em thấy vào đấy thiết kế một landing page nó lâu lắm. Rồi. Anh cứ tin em đi, ClickFunnels là em đã dùng rồi. Trước đây anh biết không, sau em học ở nước ngoài ấy, thì em dùng ClickFunnels, nhưng ClickFunnels nó không hề có hệ thống CM. Mà anh muốn mua hệ thống CM của thầy Johnson Black Sale bán ấy, thì nếu anh dùng full tính năng của nó thì đâu đó cũng phải đến $500 một tháng. Công cụ mà CRM nổi tiếng nhất thế giới là thằng Salesforce. Thằng Salesforce và thằng Zoho CM anh. Thằng Zoho là nhất rồi, nhưng mà thằng Zoho cũng khá phức tạp. Nó phải tích hợp Trello này, tích hợp những cái thứ lịch nhóm, lịch đô rất là phức tạp. Đúng rồi, tức là nó phù hợp với là một cái doanh nghiệp á, nó phù hợp với doanh nghiệp chứ nó không phù hợp với cá nhân. Bây giờ anh biết này, những cái thứ đấy bản chất là nó phục vụ, em là nói ở Việt Nam là nó phục vụ cái tập đoàn là sử dụng được, nguồn lực rất nhiều chục nhân viên ấy, cao cấp ấy, thì họ mới dùng được những cái thứ đấy. Kể cả cái này nó có giới hạn đâu anh, kể cả 100 nhân viên, ngàn nhân viên anh vẫn ép vào đây dùng được mà nó có hạn chế đâu. Rồi ok rồi, thế là công cụ anh yên tâm, em sẽ chỉ cho anh thấy là trong này nó có những cái thứ đấy rồi. Quan trọng là trình độ mình đến đâu thì mình dùng đến đấy thôi anh. Anh đem cho em cái đó rồi. Đầu tiên là cái kiến thức, đầu tiên là sản phẩm của anh có 3 cái là ngon rồi đấy. À, chia sẻ với chỗ luôn luôn này. Dạ. Tức là đang thấy có một cái thị trường đang rất tốt, một cái hệ thống rất rất xịn luôn ở Việt Nam, đó là thằng Robby nhanh. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, Robby nó đang rất là mạnh, nhưng mà gần như là những cái người mà làm Robby á, yeah, là họ yếu, họ đang yếu về mặt công cụ và họ chưa có khai thác được cái nguồn lực của Robby. Yeah. Thì cái kế hoạch của mình á là mình sẽ đầu tư vào Robby, đầu tư mua, tại vì sắp tới nó sẽ bán cổ phần thì mình sẽ mua cổ phần của Robby và đồng thời mình cộng tác với nó để mình phát triển luôn. Cho nên chính vì vậy á thì là mình đặt một cái mục tiêu á là mình sẽ xây dựng cái thương hiệu ở trên cái thương hiệu mình là một cái người thành công tại Robby một cách nhanh chóng nhờ sử dụng cái công cụ CRM này. Yeah. Làm cái gì ở bên ngoài mà mình sẽ đưa, mình sẽ xây dựng thương hiệu của mình tại Robby. Tại vì Robby á là có một cái đặc điểm là chỗ thầy Luân nắm này, trong 5 năm qua thì nó phát triển mạnh lắm. Tuy nhiên á là cái người mà bán hàng mà người ta vào một thời gian rồi người ta bán hết mối quan hệ rồi là người ta bán không được nữa, và người ta tuyển không được, người ta tuyển đại lý thêm không được, người ta bán thì được. Cho nên cái đại lý mà kiếm 5 triệu 7 triệu ở tại Robby nó rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo á, cái người mà leader đó là ở tại Robby rất ít. Đúng rồi anh ạ. Đó, cho nên mình xây dựng cái thương hiệu đó thì để mình tuyển dụng lại được á là những cái người mà đại lý của Robby người ta đã bỏ cuộc á. Tại bên Robby nó thu phí mà, nó thu phí hàng tháng. Yeah. Cho nên nếu ai mà không làm được là văng liền, là văng không có đóng tiền phí hàng tháng thì nó lỗ. Yeah. Bây giờ anh biết là... ở Việt Nam bây giờ công cụ nào nó dễ hơn không, dành cho những người không giỏi công cụ công nghệ mà amateur ấy, thì em thấy một cái công cụ là Dropbox ấy, à, không phải Dropbox mà cái gì nhỉ, mà nó tích hợp ngay có website đơn giản trong một vài bước ấy. Em có vào rồi, mỗi hôm em định dạy cái đó cho học viên mà những người không giỏi công cụ công nghệ, thế nhưng mà nó không giải quyết được ở cái phù hợp ở Việt Nam, bởi vì nó cho được TikTok, nó cho được Facebook vào đấy, website nó cho thiết kế đơn giản, nhưng mà những cái người mà cao cấp thì là không phù hợp. Như anh em mình thì hoàn toàn sử dụng cái đó không có đà, không có đủ tính năng để mình dùng. Cái đó là một bài toán em đã đi rất nhiều rồi, bởi vì em giống như anh, em tìm cái khó khăn nhất để mà anh em mình đi giải quyết ấy, thì em giống như anh lên ý tưởng giống em. Bản chất người giỏi ngoài kia đi đào tạo không thiếu, nhưng mà họ đi đào tạo những thứ lăng nhăng ấy. Tại sao bản thân em đi học cũng vậy anh, tại sao em là những người chịu khó và nỗ lực như vậy nhưng mà em vẫn mất. Anh biết là em học cái hệ thống Internet Power System, có nghĩa bản đồ ngầm về marketing ấy, em hiểu là lợi ích của nó rồi, nhưng mà để em đi học và vận hành ra nó, em phải học bao nhiêu người thầy, người dạy TikTok, người dạy Facebook, người dạy website, người dạy cái đó, thì mỗi người một cách, xong đó ghép lại thì anh bảo là em phải dùng đến làm quen với 6-7 cái công cụ thì chết mẹ nó rồi. Mà bây giờ chỉ làm việc với 1-2 công cụ là mình đã mất bao nhiêu thời gian nguồn lực của mình rồi. Và đúng nếu rồi, phức tạp như thế thì anh đi dạy ngoài kia thì có ai nhân bản được không? Mà cái khó khăn nhất thì em bảo là không nhân bản được con người. Bản chất vũ khí nó có hết rồi, công cụ nó có hết rồi, nhưng mà công cụ lăng nhăng thì chắc chắn cái gì tính năng em, tại sao em không nói với anh nhiều, nó nhiều thứ trong này nhiều lắm. Nhưng mà mình dùng đơn giản thôi, bởi vì dùng nhân bản á nó dễ cho mình thì chắc chắn mình nhân bản người ta dễ dàng, đúng nhá nhỉ? Cho nên mình sẽ làm những cái thứ nào mà đơn giản hiệu quả nhất, sau đó mình nhân bản chứ không làm những cái phức tạp. Cái hệ thống phiếu đấy em đưa cho anh đấy ấy, là cái hệ thống nó khá là đơn giản so với, nhưng mà ở Việt Nam thì nó là kinh rồi anh. Mình nhân bản những cái thứ đấy, ví dụ là anh quay lại là anh làm như thế nào,
sau đó em sẽ hướng dẫn anh là cách mình xây dựng đội nhóm ấy. Anh làm hành động giống như em đang room đây này, anh chia sẻ cho một bạn nào đó một một cũng được, anh quay lại hết cho em quay, em cũng quay cái thiết bị rất là đơn giản. Hồi xưa em phải quay qua Camtasia, Vimeo cho nên những cái thứ đấy làm việc đội nhóm nó không có phê, làm xong phải tải lên máy, xong đã anh có dùng driver tải lên lâu và tải xuống cũng rất lâu và làm việc đội nhóm không có được. Và sau này em sẽ chỉ cho anh những cái công cụ làm việc đội nhóm rất là ok. Ok. Bây giờ công cụ của em dùng duy nhất. Anh Dung ơi, công cụ duy nhất anh phải làm quen, một là Fano CM. Fano CM ấy nó làm việc chung đội nhóm trong này được, lên lịch đăng bài, kế hoạch mọi thứ đó ok. Trước đây anh dùng Google Doc, anh dùng Zoom, anh dùng là Slide, PowerPoint hoặc là cả cái thứ đấy đúng nhỉ? Hoặc là sáng tạo nội dung kế hoạch đăng bài trước thì mới đem vào hệ thống được đúng nhỉ? Trước đây em dùng Trello, thì bây giờ mình không cần, em sẽ chỉ cho anh dùng một công cụ duy nhất cùng với Fano CM là anh làm tất. Còn Chat GPT hoặc là AI thì đương nhiên phải sử dụng rồi. Trong này nó có, nhưng mà trong này ấy, em chưa khuyến khích anh dùng và bản thân em chưa dùng, em đang hôm qua em có bật lên cho anh xem ấy, thì nó sau này nó trả lời tự động giống như con chatbot tự động, AI tự động website ấy. Bởi vì website mình chưa thực sự ngon, nó sẽ trả lời khách hàng mình tự động chưa ngon. Sau này hãy bật, anh hiểu không nào? Em chưa dám bật cái đó bởi vì nó trả lời không giống như ý của mình thì sao? Bởi vì AI là gì? AI mình phải huấn luyện nó trước, đúng không? Sau này em sẽ hướng dẫn anh bật lên, lúc nào ngon thì ok rồi, mình test rồi, ngon rồi thì lúc đấy mình hãy bật lên cho chăm sóc khách hàng tự động cho mình. Sau này bản chất là AI nó sẽ tự động cho mình. Hai nữa, anh phải làm quen với một cái công cụ em đang dùng là Slack, nó miễn phí. Ví dụ anh dưới 50 nhân viên là anh không phải trả tiền, em đang dùng miễn phí. Đầu tiên là lên lịch đăng bài, lên lịch nội dung AI. Ví dụ anh lên kế hoạch đăng bài hàng loạt trong vòng 1 tháng 1 năm cho đội nhóm làm việc, cho anh team media quay video các thứ vân vân. Thì anh ép vào là được, và anh tải lên tất cả những thứ đấy cho em. Một là video anh tải lên trên hệ thống này cho em. Trước đấy là mình phải tải là gì? Driver đúng không? Tải nó lâu lắm, mất rất nhiều người đang mặc ngoài kia. Tải đâu đó đôi lúc làm việc anh ở Sài Gòn, em ở đâu đó, anh tải lên để em tải xuống edit video post lên kênh chẳng hạn. Nó mất cả một cái vấn đề trục trặc. Thì mình tải vào trong hệ thống này luôn anh. Ép nó vào tải xuống, sau đó anh làm slide anh vào đây, anh làm đặc biệt cái hệ thống này đấy. Hồi xưa là em dùng trái lô ấy, nó không chạp được, nhưng mà em sẽ chỉ cho anh công cụ lát là nó chạp được. Và nhân viên của anh có những ai nổi bồ của anh ấy, anh cứ ép vào đấy là làm việc đổi nhóm được mọi lúc mọi nơi, làm việc chung. Ví dụ anh đang làm một cái slide vào, anh làm giờ trang một trang hai, kể cả landing page, những cái thứ đấy hỗ trợ nhau trong này rất là ok. Tại sao em biết những cái điều này? Hồi xưa là em tham gia cái nhóm mà em học đào tạo ở bên kia, thì những cái chuyên gia người ta dùng đơn giản lắm, thiết bị quay giống như em đây này, em quay một cái phần mềm gì đó, Zoom, nó rút lại cho em tải xuống, em thích post lên khóa học hoặc là em thích cho vào khóa học trong hệ thống Fano là em cho lên ngay luôn. Sau này lúc nào nhân viên anh đổi nhóm, nếu mà anh cảm giác nó chưa thực sự ưng ý thì lúc đấy tải xuống và mình cắt ghép nó lại, xong đó mình post lên. Thì đấy là những cái công cụ em sử dụng. Hồi xưa là team của em ấy là team chuyên gia hết, bởi vì em đào tạo thì những người giỏi công cụ có những người là học PT ra, nhưng bây giờ vẫn áo hết anh. Em làm việc đúng nghĩa của nó một mình, em còn một thằng trợ lý nữa chuyên vẽ phần mềm, nó là vẽ app ở Việt Nam đấy. Nhưng mà vào thì nhìn thấy thằng này thì nó vứt hết những cái thứ đấy, bởi vì em nói với anh, chuyên gia thế giới người ta tập trung vào, người ta kinh doanh cái này, người ta làm phê hơn mình rất nhiều, kể cả AI trong này nó có hết. Thì bây giờ mình đang đi vẽ lập trình những cái thứ đấy đi thôi. Quan điểm của em là gì? Thằng nào con ngựa tốt nhất là mình đi tìm con ngựa đấy, mua nó, thuê nó, nhảy lên lưng nó, cưỡi đi cho nhanh, thế thôi. Em quan điểm em nó rất là như bắt đầu là phải biết cưỡi. Dạ, tìm được ngựa tốt và phải biết cưỡi. Dạ, việc của mình là học cưỡi con ngựa nào tốt để phí nó đi, thế thôi anh. Tạm gác cái phần công cụ nhá, anh yên tâm, công cụ em sẽ đưa cho anh những cái gì trên thế giới mà em thấy cái team mà team thầy Johnson, Maraxel, Alex Hamoji và những cái nhóm mà mọi người đang dùng cái gì đơn giản nhất đấy, thì mình dùng cái đó anh. Em đang thì dạ, em thì hỏi anh thế này này, có nhiều người em hướng dẫn đấy, bởi vì rất nhiều người người ta quen Google, sử dụng Google. Ví dụ là người ta làm slide đào tạo thì người ta phải dùng PowerPoint hoặc là Google. Google nó có cái tạo slide anh. Bản thân em trước đây em dùng một số slide em cũng đang để trên Google ấy. Dạ, nhưng mà bây giờ em chuyển sang cái chỗ ấy hết, em vẽ những cái thứ đơn giản hết, kể cả quay màn hình, rồi hồi xưa phải ký hình ký đồ là em bỏ hết rồi, em qua làm những cái thứ đơn giản giống như kể cả thiết bị em dùng quay anh. Anh thấy cái mic của em đây này và cái cam này này, không phải mua máy quay gì quá hiện đại hết ấy. Em sẽ chỉ cho anh, nếu anh chưa có những cái thứ đấy em sẽ chỉ cho anh công cụ rẻ tiền mà hiệu quả. Thì đấy, có cái gì mình nguồn lực đơn giản nhất là mình dùng cái đó ấy. Nhưng mà anh em mình chuyên gia đào tạo ấy thì nó phải quay qua màn hình, bởi vì mình phải slide, mình phải thuyết trình mà. Còn quay bình thường, quay ví dụ là studio ở nào đấy thì phải có cái máy quay hoặc là cái điện thoại nào đó. Em cũng sắm rất nhiều máy rồi nhưng quay lại vẫn em dùng điện thoại hết ấy. Bởi vì anh biết không, mình đi đâu đó mà team nhỏ mình, anh đi mà máy quay anh phải tuyển thêm một thằng studio thật ngon nó mới dùng được cái thiết bị đấy. Mà cái lúc mình siêng làm, mình máu làm hết ấy, bật máy lên thì nó đang lấy quay dừng máy ở đâu đó, đến lúc mình mất năng lượng thì lại thôi, mai là, anh hiểu không?
Thì đấy chính là mất xác, thời gian, cho nên đúng cái rồi. gì đơn giản hóa là anh phải dừng lên cho em. Ừ. Rồi ok, thiết bị thì mắc ở đâu, những cái đó là phụ cho anh, em sẽ hướng dẫn anh dùng cái gì, nguồn lực anh có. Em hay hướng dẫn họ này, người ta quen cái gì thì em không muốn họ thay đổi nữa, bởi vì họ làm quen với công cụ mới. Nhưng mà anh em mình mà có cái gì mà đơn giản hóa nhất anh, bởi vì anh cứ tìm cho em cái gì anh thấy làm dễ cho anh thì chắc chắn anh nhân bản cho họ có được. Thì thôi đơn giản vậy thôi, đúng nhỉ. Gia tăng sang lắc ấy, nếu mà vào đấy anh có phòng room luôn, anh không phải mua room, anh không phải mua những cái thứ đấy nữa, kể cả làm slide anh làm trên đấy. Thì đầu tiên nhá anh nhá, sai lầm ngoài kia là em sẽ nói cho anh này, công việc kinh doanh để tự do tài chính ấy, nó cũng có cái này thôi, em nói qua cho anh thôi. Cái này thì anh là chuyên gia thì em không phải quá nói nhiều về cái phần này. Thì nó có vụ bốn cái vòng tròn này anh. Công việc kinh doanh mà tại sao em trước đây kiếm ra tiền mà sau này mình vẫn chán đấy, là bởi vì cái chỗ này này mình phải đi là tự do tài chính, tự do về và happy về công việc ấy. Công việc của mình ấy, một cái chỗ này là cái đầu tiên này là khả năng sở thích đam mê đấy, thì chắc chắn rồi Đúng rồi. anh em mình là đam mê ấy. Thì tại sao mình làm việc đam mê thì mình thấy mệt mỏi, đúng nhỉ. Cái này thì em sẽ nói qua thôi. Thì chính cái phía bên trên này là cái phần của mình, còn phía dưới này này thì là khách hàng. Thị trường thì gì, thị trường nó phải cân, đúng nhỉ. Cái thứ hai, cái chỗ này là em ưu tiên lựa chọn là gì, là nó phải là tiêu dùng thường xuyên và nó còn phải mãi xanh. Cái dòng đấy thì em nói thôi, không cần vẽ nữa. Đầu tiên em ưu tiên lựa chọn là nó phải mãi xanh và thị trường cần, và sau đó thì mình có đối thủ nữa, sau đây mình mới đi phân tích đối thủ. Thì bước này thì anh em không phải làm việc nhiều nữa, anh chuyên gia và anh hiểu hết những cái thứ đấy rồi. Bây giờ việc của mình ấy, tại sao em phải kê ra đây là những cái vấn đề giải pháp này này. Em ví dụ đây là 10 cái đấy, 10 sản phẩm mình đang có. Thì bây giờ tại sao em bảo anh kê ra, sau này mình đi phân tích đối thủ và sai lầm lớn nhất ở ngoài kia đi truyền thống và kinh doanh, và em cũng mất mất cái này rất là lâu anh ạ. À, hồi xưa là em đi cạnh tranh, đi bán cái khóa là dạy về marketing, TikTok, website vân vân, thì ở Việt Nam anh thấy bây giờ nó không thiếu những người dạy cái đó. Vì vậy em không phải là người nổi tiếng cho nên em cạnh tranh rất là khó, em mất cái này mất hơn một năm em đi làm sự kiện offline online. Cho nên bây giờ anh em mình là đi tìm đối thủ, và em tìm ra ở Việt Nam ấy, em bây giờ hệ thống này ấy là đang USP của em đi truyền thông mỗi cái một cái từ khóa là gì, tôi Lữ Đình Luân, tôi chuyên gia tư vấn đào tạo xây dựng hệ thống marketing dành cho những người không cần giỏi công cụ công nghệ, và em truyền thông cái đó thì thu hút, và em chỉ truyền thông cái đó thôi. Nhưng vào rồi thì tất cả những cái mô hình kinh doanh phiếu funnel, Facebook, TikTok, thậm chí mô hình kinh doanh em đều có, nhưng em không truyền thông, bởi vì truyền thông cái đó em không thể đánh được đối thủ của em ở ngoài kia, cho nên em chỉ truyền thông một cái ba cái này thôi anh. Tại sao là em mới bảo là anh là đi truyền thông, mình là anh em mình đi đi đúng cái này được gọi là USB thôi, thì mình cạnh tranh content mình mới thu là điều đầu tiên. Điều thứ hai thì nếu mà anh đánh từ khóa và anh cạnh tranh, anh chiến đấu 10 cái thứ content này, thì nguồn lực của mình, nhân viên đổi nhóm mình làm việc nó không hiệu quả và rất là công kênh. Cho nên tại sao em bảo anh là có thể mình sẽ bán nhiều thứ. Em đã có một cái module là em làm mã trần sản phẩm cùng như mã trần nội dung, thì mình sẽ truyền tải đầu tiên là thu hút đúng một cái nhóm người cụ thể rất là hẹp thôi anh, nhưng vào đấy chắc chắn nó sẽ có nhiều nhu cầu. Và trong tất cả anh có công nhận với em, chắc chắn những cái thứ đấy này khi nó tin anh rồi thì anh bán cái gì cũng được. Anh có thể 10 cái thì sau này mình nó vào group của anh rồi và nó nhận giá trị anh rồi, nó biết anh giúp đỡ được nó rồi, và anh có những cái sản phẩm đấy thì lúc đấy nó tin thì nó ưu tiên lựa chọn là mua hàng từ người quen thân và chuyên gia. Thì đấy là cái cách tư duy cuối cùng, là anh em mình đi tìm cho em đúng ba cái thôi. Trong USB thì chắc chắn nó có, thường là một là sản phẩm chính, xong đó sản phẩm phụ và quà tặng. Thì thông thường cái lời chào hàng của mình ngoài kia mình sẽ là gì, lời chào hàng một cái con ngon nhất, sau đó để yếu tố xử lý từ chối trong tâm trí ấy, thì mình thường là tặng quà phía sau hai cái sản phẩm ta tặng số 2, số 3 này. Thì đôi người tại sao như thế, đôi đôi lúc ấy sản phẩm đấy là chính, nên một này là đôi lúc ấy có những người người ta thích sản phẩm chính nhưng mà người ta có một phần thôi, thì vào đây mình tặng thêm cái này này thì người ta là có thêm cái sản phẩm để là giá trị người ta không thể từ chối được, và lúc đấy người mình lời hứa của mình là nó sẽ ngon bằng, người ta sẽ không từ chối và mình sẽ lời hứa của mình sẽ giúp được họ. Và chính cái sản phẩm USB này là phải sản phẩm wow. Trong kinh doanh anh biết mã trần sản phẩm là gì, là sản phẩm wow, đúng không ạ? Em vẽ cho anh cái thang giá trị sản phẩm thì thông thường nó đi như thế này, đúng không? Đầu tiên là cái sản phẩm thường là free đây, đúng không, hoặc là sản phẩm rẻ tiền ở đây, đúng không? Đúng rồi. Xong đó chủ lực ở đây, đúng không anh? Xong đó là tiền nhiều của mình ở đây, đúng không? Thường là người ta giải phễu là giải phễu thế này, phễu này thì ai cũng biết rồi. Và cái công thức kinh doanh là gì, số lượng khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ chuyển đổi cùng với tỷ lệ quay trở lại anh. Tỷ lệ quay trở lại mới là, đúng không,
Cái đó thì anh hiểu rồi. Nhưng mà cái tháng giá trị này này là nó sẽ sai với một số mô hình, với những người kinh doanh sản phẩm vật lý hoặc là người ta bán ít sản phẩm thì đấy là đúng. Nhưng anh em mình nếu hiểu về phễu funnel và ma trận sản phẩm thì phễu này nó sẽ sai. Tại sao anh biết sai ở chỗ nào không? Bởi vì em vừa nói xong, ở ngoài kia người ta chào bán, ví dụ như em trước đây là em là bán cái khóa Facebook TikTok ở đấy này, em chốt nó 5 triệu, sau đó bán bao bán sản phẩm rẻ quá đến nỗi sản phẩm cao mình không bán được. sản phẩm cao không có bán được, và tháng giá trị để truyền tải lên nó đúng một phần. Tuy nhiên nếu mình trao cái sản phẩm rẻ tiền này, nếu em chào anh và anh ơi vào học em TikTok Facebook và những cái khóa đấy đi, thì chắc chắn một điều em mất khách hàng anh luôn, bởi vì những thứ đấy anh phân đúng không ạ. Nếu bây giờ em chào anh một cái offer là anh vào học những cái thứ marketing, em dạy anh về TikTok cho Facebook, thì có phải những cái khách hàng cao cấp của em mà cái sản phẩm hai nền này thì em mất không, đúng không? Cho nên câu chuyện mình đi ấy, thì mình đi combo ba giải pháp này anh này. Có thể là anh chưa anh giàu một phần, anh bán về sau một phần, nhưng mà content của mình hãy cho đi, đấy là phải ngược. Và em muốn nói với anh tại sao Alex Hamoji bị từ một anh bề nở rất là ít tuổi mà người ta tạo ra 1 tỷ đô la trong vòng 1 năm sau thời gian người ta bề nở, và người ta hiểu mô hình, người ta lên cái offer ngon nhất ngoài thị trường, giống như em anh thấy không, vào đây tôi dạy bạn những thứ đấy rất là rẻ tiền, thay vì thầy của em và rất nhiều người ở Việt Nam coaching cái hệ thống mô hình này này anh này. Người ta trước đây em thu em đi chào bán 250 triệu em coaching một doanh nghiệp, và hệ thống internet power system của thầy của em bây giờ đang đi dạy 68 triệu, sau đó cốt 100 triệu là 168 triệu. Nhưng bây giờ em vào đây em chỉ thu một phần nhỏ thôi. Tại sao thế? Tất nhiên một phần thì đấy được gọi là phễu ngược cả nhỉ. Mình chào lời chào hàng, mình chào hàng ngon nhất thị trường so với đối thủ của anh. Nếu anh muốn đi phễu ngược giống em, để thu hút dòng người đến, sau đó mình cho họ. Và vào này rồi mình cho cái sản phẩm wow này này, wow ông Dũng này, ông tối thường là đầu tiên nó sẽ vào thử thử ông Dũng này ông làm ăn cái gì, và sau đó thì ông có giá trị thật như lời hứa của ông không. Chính cái sản phẩm đầu tiên này là mình phải wow trong kinh doanh, anh thầy là có cái sản phẩm wow đúng không ạ, thì nó wow rồi thì sau này anh trao những cái thứ 10 sản phẩm kia thì nó là không là vấn đề nữa. Bởi vì người ta hành trình của một khách hàng là gì, từ biết đến tin đến ban và đến mức bán, và chính người ta trải nghiệm cái sản phẩm đầu tiên này wow, thì lúc đấy là lúc người tự hỏi mua. Ông Alex Hamoji là gì? Ông bảo là ông lời hứa của ông thế này anh. Bạn vào cộng đồng của tôi dạy bạn những cái thứ mà tôi đã làm được 1 tỷ đô la trong vòng 1 năm. Thì anh có thấy lời hứa đấy. Và còn nó không rủi ro anh nhá. Nó ông thu rất là ít tiền. Nếu rói vào cộng đồng của ông ấy, membership của ông 1 tháng chỉ có 300 đô thôi. Đâu đó khoảng 7 triệu rưỡi thôi. Thì thay vì là công thức của ông cổ doanh nghiệp hàng mấy trăm ngàn đô la anh trong vòng 1 năm. Thì bây giờ ông bảo là tôi cho đi những cái thứ đấy miễn phí. Không phải miễn phí mà anh chỉ cần cam kết với tôi là 1 tháng 300 đô la, thì anh có phải là đông nhiều người vào không, và nhiều người vào sau này là cái game anh em mình chơi này. Mục tiêu cuối cùng ấy, em cũng giống như anh thôi, mình đào tạo đấy và nhân bản 3 người, đừng có tham. Em đang đi là nhân bản ít người đầu tiên, sau đó 3 nhân 3 nhân 3 là cuối cùng quay lại là em kinh doanh affiliate và kinh doanh hệ thống, thì đấy là vũ khí trò chơi của ông. Và em đang rất thích cái phiếu ngược của ông đấy. Và anh biết là sau khi thành công nhân bản anh đào tạo 3 người đơn giản này, thì có phải 3 người này lên 9 và 9 lên 27, 27 lên thì nó cũng nhanh không? Và người ta tạo mã affiliate vừa được học miễn phí và được kiếm tiền với ông, thì anh có thích không? Và những người mình thu hút đến cũng như vậy. Thì đấy là cái phiếu của em đi. Còn anh có thể lựa chọn, anh có thể chọn tháng giá trị tăng dần, hoặc anh có thể là đi phiếu ngược giống như em, là cho đi lời chào hàng ngon nhất thì được. Sau đó mình giúp, nỗ lực giúp họ đạt được những điều họ muốn. Sau đó họ tin mình rồi, ok rồi, thì lúc đó anh chào bản thân là anh kêu gọi người ta đi làm ăn với anh rồi, thì affiliate cho anh những cái thứ đấy, thì chắc chắn là sau này ok. Dạ thì đấy rồi, là ok hay. Dạ thì đấy là vũ khí trò chơi của em, và em đang đi đúng như thế anh. Em làm như thế nào thì em chia sẻ hết mình, xem anh thử học được cái gì của em và anh thấy là áp dụng được cái gì. Cái này cũng là công thức của Phạm Thành Long áp dụng. Thầy Phạm Thành Long là phiếu thuần đó nhỉ? Công thức phiếu thuần thầy Long là đi thế này nhá em, cái tháng giá trị của ông đi là đúng đắn cái phiếu đây anh này. Đầu tiên là free đánh thức giao cỏ, anh biết thầy Phạm Thành Long rồi đúng không, thầy cốt em trong vòng 1 năm ấy, em là ego club mà, thì thầy bán những cái thứ combo khoa học, và sau này ad ips cho đến vân 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 vân, và hai nền của ông ở đấy là cái cộng đồng ego club mà em đang treo biển ông cháu á, là bọn em phải thời em đi học đó là em bỏ 500 triệu cùng với phí bay lại các sân bay là khoảng 1 tỷ.
bây giờ hơn rồi, bây giờ ông thu đâu đó 700 mấy hay sao ấy. Đến đấy là hết sản phẩm. Anh phải hiểu một cái từ khóa này, cộng đồng e, cộng đồng của riêng ông sở hữu. Nhưng mà ông Alex Hamoji cùng với Johnson Braxel là họ đi ngược. Lời chào hàng vào cái group này thì anh biết là tại sao ông tạo ra nhanh như thế, bởi vì ông là này, xây dựng cộng đồng của mình cùng với họ. Của mình nhưng mà cùng với họ là khác nhau hoàn toàn anh nhá. À, cộng đồng trong lòng cộng đồng, cộng đồng. Đúng rồi. Về mô hình giống mô hình hệ thống đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là anh xây dựng cái cộng đồng như kiểu là bảo hiểm của anh ấy, thì đấy mới được gọi là cộng đồng của anh sở hữu. Anh là chủ nhưng mà phải cùng với họ, họ có lợi ích, họ được bán hàng, họ được học tập, họ được phát triển bản thân và thậm chí họ được học hỏi mô hình kinh doanh và bán chéo nhau ở trong này, thì đấy được gọi là có lợi ích win-win. Và mình mới sinh ra cái game là em chấm điểm ấy. Và người ta tạo cái game bên đấy rất là hay anh này. Nếu ai đó tương tác và trao giá trị tốt trong cộng đồng thì anh thấy hôm qua là em có cái điểm đấy không? Và nếu nó vượt qua cái 9 điểm anh tạo ra đấy thì sau này là những người để anh thưởng cho nó, hoặc là những người mà hoạt động tích cực ấy, thì anh cho người ta một cái phần thưởng cốt 911, hoặc là chính lúc này là lúc mình chọn ra con người thì ông tướng tài. Anh hiểu không nào? Tìm được ba ông tướng tài nó hoạt động tốt, nó làm hiệu quả thì nỗ lực giúp anh chỉ làm việc với ba ông tướng đấy thôi, còn việc phía sau là các ông này giúp nhân bản thì đấy là kinh doanh hệ thống và kinh doanh affiliate anh. Và càng lên tăng anh tặng quà càng lớn, trao giá trị và lợi ích người ta càng lớn thì người ta hoạt động phía dưới anh càng càng tăng tốt. Chính lúc đó anh chỉ làm việc với ba ông tướng của anh thôi, và đến lúc đó anh tự do hoàn toàn, anh thậm chí không phải làm gì nữa, ba ông tướng này hoàn toàn là làm việc thay cho anh được. Và anh cũng không cần phải tìm đổi nhóm anh quá nhiều để hỗ trợ support. Kể cả em hôm sau như thế, anh vào đấy đâu không phải, đấy là nỗ lực ban đầu là em giúp anh. Còn sau này level ban đầu em cũng không cần làm việc. Một là vào thử xem video và hướng dẫn của em trong đấy. Sau đó thì nếu lên cái gói cao cấp mà phải trả em nhiều tiền thì lúc đấy nhân viên đổi nhóm em làm. Còn cái gì nhân viên đổi nhóm không làm được tự động nhắn tin cho em, và lúc đấy em mới nhảy vào. Thì lúc đấy em ở đâu đó đang du lịch ở đâu đó thì hoàn toàn em giúp được cái gói cao cấp nó cần mình. Thì đấy là cái game của mình đi. Cho nên hôm qua cái từ khóa em mới nói với anh ấy, tại sao em học trong cái lớp 10.000 đô la của Johnson Braxel nhưng mà em được gặp qua hai buổi cuối cùng, mà 3.000 người thì em đâu có được nói chuyện gì đâu anh. Nhưng mà người ta lấy của mình 10.000 đô la rất là nhẹ nhàng, thì anh thấy nó ok không? Thì đấy là những vô hình nó okay, tự động okay. Nó tự động hóa rất là hoàn toàn. Đó, mình cũng thích đi theo cái hướng này hơn. Dạ, bởi vì chuyên gia đồng ngành người ta, anh biết là ông Alex Hamoji với lại bimật.com thực tế là kiến thức marketing và phiếu ở Việt Nam bây giờ đang học của thầy em Johnson Braxel mà. Bimật.com anh Nguyễn Phúc Quang Ngọc đem về đầu tiên này, chắc là cuốn này anh biết hết rồi đúng không? Học đâu rồi? 10 năm nay Việt Nam vẫn đi dạy cuốn này mà. Tháng giá trị cùng với phiếu thì ở đấy thì cũng là cái cuốn đấy của tác giả đấy ra hết anh. Sau những cái em chia sẻ hết mình này, thì anh thấy anh có câu hỏi nào dành cho em và anh thấy cái gì phù hợp cùng với anh không? Thì... ok, thì đó mình thấy cái đi theo cái hướng này nó sẽ ok hơn. Dạ. Và đi theo cái hướng wow này. Dạ. Ừ. Và có... mình cũng mong muốn là làm như vậy, tức là mình phát triển những cái leader, chứ mình không có muốn đi bán quá nhiều thứ cho những cái người tầm thường. Đúng rồi anh, bản chất thế này này, mình phải sẵn sàng chi bán hàng giá cao anh ạ. Và sau này mục tiêu của em bây giờ thì mỗi hôm là em đi làm sự kiện, em đi làm Zoom liên tục, nhưng bây giờ anh thấy là trong thời điểm từ hôm Tết giờ em không thấy nếu anh follow em không bao giờ em làm cái gì, và bây giờ em không nỗ lực mời họ vào Zoom hàng trăm người nữa. Hồi xưa là em mời những cái lớp Zoom em vào ấy, buổi chương trình em chốt nhưng mà chốt cũng không được bao nhiêu, và mình vẫn khá mệt anh ạ. Bán hàng kiểu vậy nhưng mà rất mệt. Cho nên bây giờ giải pháp của em ý ấy, là em nỗ lực giúp một cái nhóm nhỏ ban đầu. Thì anh thấy cái nhóm này là cái nhóm thứ hai của em, chỉ có một nhóm chuyên gia, trong đấy có một vài chuyên gia. Thì những người đấy mà thành công rồi thì hôm sau em có phải nỗ lực nữa đâu. Những người đấy người ta bản chất là người ta là case study, là từ người khác giới thiệu cho em mà. Và sau này bán hàng nó cũng dễ hơn, bởi vì mình khẳng định có case study, người sau là setting người trước setting người sau anh. Cứ đi như vậy là nó lên thôi. Và nếu anh phù hợp với anh thì chúng ta triển khai theo cách của em. Và nếu anh thấy là anh rồi. Đi cả hai, bản thân em sẽ đi cả hai, mai kia là em sẽ đi một cái phiếu là em vẫn vào Zoom đào tạo, sau đó sau này em sẽ mở khóa học tự động, tức là mời vào một người nó cũng tự xem cái video đấy, nó học tự động, và từ cuối chương trình thì nó chỉ chốt đơn, nó bán hàng mua hàng sản phẩm đầu tiên tự động. Còn nó cao cấp lên thì bản chất là vẫn có người support nó, nhưng mà hoàn toàn nó tự động ấy. Thì một người nó mình cũng đào tạo, nó cũng học giống như 10.000 người, và giống một người giống như thầy của em đang làm ấy. Thì bản chất là cứ vào học xong bài này thì pop up nó hiện lên, video khác nó hiện lên thôi mà.
thì mình làm được những cái thứ đấy, công cụ là làm được cái thứ đấy. Nhưng mà ban đầu nếu anh đào tạo Zoom nhiều rồi và anh làm Zoom webinar rồi thì bây giờ anh tự động được. Nhưng mà lời khuyên của em ấy thì mình nên test một vài campaign là webinar đầu tiên, bởi vì sau này mình còn đo lường thị trường, xem thử cái nào mình giải quyết ngon nhất, thì sau đó mình quay lại tất cả những thứ đấy và mình lấy cái đoạn hay nhất mình port tự động thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều anh ạ. Bởi vì tất cả mọi thứ mình đều phải test từ khâu khách hàng tiềm năng cho đến khi lúc nó click vào đường website của mình, landing page, cho đến khi vào xem video khóa học, xem nó học hết chương trình không, và hết chương trình thì có chốt được đơn không, nó có win không, thì sai khúc nào mình sửa cho đến lúc nó ngon rồi. Thì lúc đấy mình test một vài campaign quảng cáo ngon rồi, thông rồi, lợi nhuận cao và ok rồi, thì tự động lúc đấy bật campaign quanh năm, thậm chí 10 năm sau nó vẫn chạy vẫn ok. Anh thấy cái campaign đầu tiên mà cái tặng free ebook của ông Johnson Mark Sale ấy, từ hồi ông mới lập nghiệp bây giờ ông test ra bây giờ nó vẫn chạy, thì anh ông bóng vẫn bật liên tục bởi vì nó hiệu quả thôi anh. Thì anh có thấy có phải làm một cỗ máy kiếm tiền cho ông không? Đấy, việc của anh em là test ra cái content đầu tiên, lời chào hàng đầu tiên ngon, và đo lường nó từ cái content post lên mạng xã hội cho đến lúc nó vào landing page, cho đến lúc nó nhảy vào xem video, cho đến lúc mình chăm sóc nó ngon rồi, ok rồi, thì lúc đấy anh lên campaign cho em trong ba quảng cáo. Và trong nội dung quảng cáo thì anh biết marketing thì nó có gồm có ba thị trường thôi: lạnh, ấm, nóng, đúng nhỉ? Thì mình chạy một campaign đầu tiên là chạy làm việc với thị trường lạnh, sau đó có một cái chuỗi video, thường lại bọn em chạy video video thứ hai là nuôi ấm, video thứ ba nóng rồi thì mời vào landing page trải nghiệm luôn. Và chắc chắn nó vào landing page ngon rồi thì nó sẽ mua hàng, và tháng giá trị mình từ nó đồng nó chảy anh, nó vào group của anh rồi thì anh có cơ hội chào bán nhiều thứ, và chắc chắn anh sẽ sàng lọc ra những ấn tượng và nhân bản. Thì đấy là cách của mình. Đi đầu tiên anh phải làm là theo em đi ấy. Em thường làm là hướng dẫn mọi người hai cái quà tặng, hai hai cả hai content khác nhau, bởi vì tặng quà mình là free traffic mà khách hàng đến ngon nhất anh. Giống như em đang tặng ebook, tặng cái công thức hoặc là một cái video nào đó là mình sàng lọc được khách hàng cần, và mình chạy quảng cáo là chạy quảng cáo cho đi miễn phí anh ạ. Không chạy bán hàng, đừng có chạy bán hàng, chạy bán hàng là cạnh tranh đắt đỏ và cái thứ hai là tốn kém. Mô hình mà cái system mình đi ấy, tức là cái phễu ngầm mình đi, nó như vậy thôi anh. Chuẩn bị sản phẩm trước cần có, chỉ cần làm landing page, hai cái quà tặng là đương nhiên có, thường là em đi như vậy. Nếu chưa có thì anh làm một quà và một cái content đầu tiên là anh chào một lời hứa đầu tiên thôi, lời hứa nào thì anh em mình tìm ra ngon nhất và đi chào cái đó. Và còn hai cái content là mình sẽ tặng quà để thu phí phễu free traffic đến miễn phí với mình chất lượng, và anh làm lời hứa content đấy thôi. Thì mình test ngon rồi thì mình chạy campaign quảng cáo cùng với mình, không kênh YouTube cũng vậy, bọn em sẽ đi ngược. Thay vì trước đây em nói với anh là em học đầu tiên là về xây kênh lên rồi thì lúc đấy mình chào bán hàng là sai lầm, mất 6 tháng 1 năm thậm chí hơn. Và nước ngoài người ta làm thế này này, kể cả một trang cá nhân người ta vẫn biến thành rất nhiều tiền, bởi vì bằng chiến lược là giống như em phiếu đây này, cho đi cái gì ngon nhất để thu hút người ta đến và tặng quà free, và vào trong rồi mình tạo mã affiliate. Nếu anh kinh doanh hệ thống thì anh hiểu cái này rồi. Bất kỳ thế giới, ví dụ một cái khóa học của em sau này em phải tạo mã affiliate, bởi vì em ví dụ nha, anh vào trải nghiệm dịch vụ của em, anh giúp được anh rồi, ngon rồi, wow, ông luôn tốt quá, và bây giờ anh đi giới thiệu cho một người giúp được giống như anh và anh lại có thêm tiền thì anh có làm không, đúng nhỉ? Và chính bằng cách này là một người nhân ba nhân ba nhân ba, là người ta phần một người không có kênh người ta vẫn kiếm được tiền. Và nội dung post lên kênh thì đương nhiên rồi anh, bởi vì xây kênh là một trong những traffic đến nó chất lượng, mà hai nữa là nó ok. Thì lúc này mình có những cái khóa tư vấn giống như em với anh ấy, thì em quay lại có phải em post lên kênh YouTube và ai đó gặp vấn đề giống như anh thì có phải là nội dung truyền thông em post lên YouTube và Facebook của em thì có phải là xử lý watch white house không, và ai đó gặp thấy được cái video của em giống như em đang nói với anh này thì có phải là wow ông luôn này làm được những thứ đấy. Thì lúc đấy mình post lên một phần trong nền tảng mạng xã hội, mình làm truyền thông kênh YouTube, cho nên mình làm cả hai, cứ phải có tiền xong đó mình có bao nhiêu thì quay lại nuôi bao nhiêu bấy nhiêu cái kênh truyền thông mạng xã hội của mình. Cách này tại tại sao em mất cái này khoảng 1 năm rồi, sau đó em quay lại một cái phiếu một con bé mà ở Úc học cùng với em ấy. Thì em vừa nói hôm qua ấy, nó có gì đâu anh, từ một đứa sinh viên nó background nó bán hồi xưa nó đã học, nó chưa biết gì, thậm chí chưa có sản phẩm, mà tại sao em quay lại bây giờ nó đi du lịch đâu đó mà sau 1 năm quay trở lại em vào hết cái phiếu của nó bán những cái giải pháp đấy. Mà anh biết là em mua hết sản phẩm của nó để em trải nghiệm, mặc mục tiêu là mà em trải nghiệm xem con bé này làm gì mà nó bán những cái thứ gì mà nó nhanh như thế. Thì anh biết không, em mua hết sản phẩm của nó tổng toàn bộ là tính ra tiền Việt nhá, có triệu hai mấy trăm, triệu hai trăm mấy chục ngàn đấy, mà tại sao nó có hàng triệu đô la, bởi vì cái lời hứa của nó là tốt. Sau đó nó vào hôm qua em còn nói nó bán mấy cái thứ đấy anh,
nhưng mà nó lại giúp được nhiều người và cộng đồng nó lớn mạnh thì anh phải giao quả, cho nên anh em mình vũ khí trò chơi mình chọn ra ba cái thứ mình ngon nhất, không cạnh tranh, đối thủ không làm tốt, mình làm tốt là anh ăn luôn cái thị trường này. Đấy, đây là cách mình anh em mình đi. Còn bây giờ triển khai thì em muốn là nội dung anh đẩy rồi thì quay trở lại là em thấy anh có kê lên là cái nội dung truyền thông marketing thì anh thắng lợi 50% giống như em vậy thôi. Có thể cái khác mình thua họ nhưng anh giúp được họ marketing thì bản chất ngoài kia kể cả các doanh nghiệp lớn người ta mắc vấn đề marketing hết, mà mình giải quyết được vấn đề marketing giúp họ là mình sẽ thắng 50% rồi anh ạ. Sản phẩm và các thứ khác 50 nữa là mình thành công. Ba cái vấn đề chính anh ngon, còn với một vấn đề nữa là không thể thiếu, tôi tặng bạn thêm một khóa marketing ví dụ vậy thì là offer, hoặc là anh có thể là lên gọi là marketing cùng với tặng qua cái gói tư vấn tài chính, thì đấy là lựa chọn của anh. Lấy cái gì là sản phẩm chính và hai sản phẩm phụ, lên lên cho em đúng một lời hứa thôi, và chính hai sản phẩm phụ thì chính là cái quà tặng của mình, anh có mất gì đâu, kiến thức kỹ năng của mình, nhưng mà đi tặng cái video khóa học miễn phí của anh, hoặc là cái công thức nào đó, là một cái tài liệu nào đó mà, hoặc là cái kinh nghiệm nào đó của anh thôi, thì mình làm đóng lại làm cái bìa sách thật tốt, một bìa ebook thật tốt, và anh để trên driver hoặc là trên ở đâu đó, trong đó ai click vào thì cho họ tải xuống, thì có phải là anh những người cần là thu lead đúng một khách hàng chất lượng không? Còn sau đó mình nuôi dưỡng họ bằng cái chuỗi email hoặc là vào hệ thống mình rồi, thì đấy là một traffic được gọi là traffic mình sở hữu rồi, mà sở hữu rồi thì hôm sau nó chưa đẩy lên thì mình chạy quảng cáo, mà chạy quảng cáo đúng đối tượng đấy thì đúng đối tượng cần, và nó rất rẻ tiền đấy nhỉ. Cho nên vũ khí của trò chơi mình lời chào hàng ngon nhất, và hãy thu lý thật nhiều những người cần test thị trường, sau này anh sở hữu được email của người ta nhiều thì em mới chỉ cho anh là nó sẽ kiểu gì nó cũng có tiền đấy nhỉ. Về mặt tư duy đấy thì anh có câu hỏi nào cho em được không? Xong đó thì bắt đầu là mình đăng ký tài khoản và mình thiết lập ngay cái offer lời chào hàng của anh cùng với quà tặng. Quà tặng thì em có phiếu sẵn rồi, anh chỉ thay đổi cái content của anh vào, sau đó thì anh copy hết cái tài liệu anh vào và anh bắt đầu chào hàng, chào rồi khách hàng vào rồi thì lúc đấy anh tạo sản phẩm hoặc là anh mời người ta vào room webinar thì nó đi rất là nhanh anh ạ. Anh cứ sẵn sàng làm xong landing page cùng với website rồi thì lúc đấy mình chào luôn, anh chào hàng luôn. Như chưa có em đưa công thức của em cho luôn, nghệ thuật bán hàng giả cáo ấy. Slide bây giờ có AI nó làm rồi, anh không lo cái gì đấy. Kể cả landing page em hãy dùng một cái con này anh. Tại sao em bảo anh là đi tìm đối thủ ấy, ví dụ anh tìm được cái đối thủ mà ông A vừa tối em nói ấy, ông A ông B tối em vừa nói em nhắc tên, bởi vì em sẽ lưu lưu lại cái video này. Cái landing page người ta ngon anh ơi, vũ khí trò chơi thế này, đối thủ xứng tâm, anh thấy phếu của ông nào trong anh là anh nhảy vào luôn, anh nhảy vào người ta tặng quà như thế nào, anh cứ chạy vào người ta, thậm chí mua sản phẩm người ta để mình biết hệ thống của người ta chạy thế nào và content nào hay ấy, anh lấy luôn cái landing page đấy. Em sẽ chỉ cho anh một cái công cụ thả cái website để vào, nó sẽ ra một cái slide cho mình luôn, và anh copy sửa của nó là anh sẽ có một cái bài bán hàng, thậm chí landing page anh cực hay luôn. Bây giờ setup hệ thống, sau đó em sẽ đưa cái vũ khí đấy cho anh, ban đầu anh cứ trải nghiệm miễn phí đi, còn sau này anh trả nó một ít tiền, kể cả cái video YouTube của họ hay, thả vào đấy nó ra cho anh một bài bán hàng, anh có thể làm một video, anh có thể làm một landing page nó lên cho anh ngon luôn, anh thêm của anh vào nữa là nó hay nhất thị trường. Demo những cái thứ đấy và em gửi video cho anh yên tâm là những cái thứ đấy mình có công cụ rất là ngon rồi, và cách của mình đi là gì, tại sao em bảo là đưa em 100 đối thủ xứng tâm, tối thiểu mình phải chọn được 10 người ngon nhất và phải lớn hơn mình để mình học họ, copy họ và biến của họ trở thành của mình, cộng với của mình nữa là tìm ra cái USB mình ngon nhất anh.